Tin mừng Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Nhật 5A, Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD. Thiên Chúa có ba ngôi đều tương đương và bằng nhau, nhưng lại chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, thì quả là một mầu nhiệm. Với trí khôn loài người, chúng ta khó có thể hiểu nổi. Chỉ có cảm nghiệm, linh hứng và niềm tin do ân sủng Thiên Chúa ban mới biết được. Các thánh nhân từ thánh Âu Tính, thánh Teresa thành Avila, thánh Seraphim thành Saru, thánh Patrick, thánh Catherine thành Siena, thánh Thomas Aquinas, thánh Ambrose, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, thánh Fotisna, thánh Francis de Sales đều đã nói những lời tuyệt mỹ để chứng minh về Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua hai bài đồng 1 và 2 và bài tin mừng Thánh Gioan của Chúa Nhật này, chúng ta sẽ tìm hiểu biết thêm về Thiên Chúa Ba Ngôi. Bài đọc 1, sách Xuất Hành, chương 34, câu 4 đến câu 6 và câu 8 đến câu 9 là một phần của câu chuyện Thiên Chúa tái lập luật trên bia đá mà ông Maisen đã đập bể khi ông xuống núi thấy cảnh tượng dân Israel đang thờ lạy bò bạc. Sách Xuất Hành tả lại, vì Maisen có một liên hệ thiết thân với Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã nói trực tiếp với ông mặt đối mặt như một người bạn. Ở đây, Maisen đã nhìn thấy rõ vinh quang của Thiên Chúa, cũng như những đồng ý của Ngài, nên đã thốt ra lời. Lạy Chúa, xin Chúa thương con, cho con được thấy vinh quang của Chúa. Và Chúa đã phán, ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh ta là Thiên Chúa trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót, vì không ai có thể thấy ta mà vẫn sống. Đây là lúc khởi đầu của bài đọc 1. Thiên Chúa biểu Maisen phải chuẩn bị để lên đỉnh núi trở lại với hai bia đá và giao ước mới của Thiên Chúa với dân Israel. Thiên Chúa đã xuống núi để gặp Maisen và tuyên xưng danh Ngài là Chúa. Hành động này có gì là đặc biệt? Nếu suy nghĩ kỹ về giao ước của Thiên Chúa với dân Israel được mô tả ở chương 20 sách Xuất Hành, thì chúng ta sẽ thấy đây là điểm quan trọng và là mấu chốt của vấn đề. Thiên Chúa đã tuyên xưng danh Ngài, tức xác định về chính Ngài. Đấng đã làm ra giao ước như là Ngài đã nói, vì ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, một Thiên Chúa hay ghen tương, phạt con cháu của tổ tiên ngươi đến 4 đời vì tội ghét bỏ ta. Nhưng đối với những ai yêu mến ta và giữ giới dân của ta, thì ta ban cho trọn tình nhân nghĩa đến muôn ngàn đời. Tuy nhiên, trong câu chuyện sửa lại luật trên bia đá này, Thiên Chúa đã tuyên xưng danh Ngài một cách khác. Ở đây Thiên Chúa nói, Chúa là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và ban ơn, rất chậm rãi nổi cơn giận dữ, mà giàu lòng tử tế và trung hậu. Ngay lập tức Maisen cúi đầu. Theo tiếng Do Thái thì cúi đầu có nghĩa là thuần phục và thờ lại, và xin Thiên Chúa ở lại với họ. Tất cả còn lại là Thiên Chúa đã ban hành luật mới và dân Israel phải tuân theo đúng như giao ước. Bài đọc 2, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, chương 13 câu 11 đến 13 là kết luận thư thứ 2 của Phaolô gửi tín hữu Corinto, khuyên mọi người phải ăn ở cho đàng hoàng như cha mẹ nói với con cái đến tuổi trưởng thành trước khi chúng sống tự lập. Nhưng điều quan trọng mà Phaolô ưu tư là bằng an trong cộng đồng. Nếu chúng ta tạo dựng được một cuộc sống cộng đồng Kitô giáo dựa trên căn bản của hai bức thư Phaolô gửi tín hữu Corinto,
thì chúng ta có thể là một nhóm Kitô hữu tuyệt hảo, muôn màu sắc và dễ thương. Và câu chuyện có thể làm thành một vở kịch hay và vĩ đại. Nhưng lý do thứ này có giá trị đặc biệt về lễ Thiên Chúa Bá Ngôi hôm nay là ở câu kết thúc, là một tuyên xưng rõ ràng và có đặc tính soi sáng nhất trong toàn thể Tân Ước về một Thiên Chúa có ba ngôi. Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và tình yêu của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Bài tin mừng Phúc Âm Thánh Gioan hôm nay, đoạn 3 câu 16 đến 18 cũng đã giúp chúng ta hiểu rõ một xác quyết về sự đồng đều đẹp đẽ và sâu xa về tình liên đới và nhiệm vụ cứu chuộc loài người của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Câu Thiên Chúa đã ban con một của Ngài và Thiên Chúa không ban con một của Ngài có một ý nghĩa liên hệ. Tương tự như vậy, những động từ hư mất và luận phạt cũng có một ý tưởng giống nhau như vậy, cũng như có được đời sống vĩnh cửu và được cứu rỗi cũng có những giá trị tương đương. Nhưng cần phải hiểu xa hơn nữa, ngôn ngữ Hy Lạp có nhiều danh từ nói về tình yêu như tình yêu sắc dục là philosia, tình yêu bằng hữu là philia và tình yêu vô điều kiện không cầu mong sự hồi đáp gọi là tình yêu agape, tức tình yêu của Thiên Chúa. Dù tác giả tin mừng Gioan không có chung một danh từ hoàn toàn ám chỉ cho cả ba loại tình yêu nhấy, nhưng hiển nhiên tác giả có ý nói tình yêu agape là loại tình yêu vô điều kiện. Cũng vậy, tác giả tin mừng cho thấy một thời kỳ gọi là thời cánh chung đã trở thành hiện thực, nghĩa là Gioan đã tự hiểu và cộng đồng của Ngài cũng đã sẵn sàng cho những thống khổ của thời tận cùng. Tại sao tín hữu Kitô giáo thời sơ khai lại suy nghĩ theo cách này? Ở thế kỷ thứ nhất, người Do Thái nghĩ là sẽ có một cái gì xảy ra sau khi chết, nên có người tin là người chết sống lại là dấu hiệu của thời tận cùng. Do đó, khi người ta bắt đầu tin là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì họ nghĩ rằng thời tận cùng đã bắt đầu. Vì vậy, không có khoảng cách giữa cứu chuộc và lật phạt. Hoặc là bạn đã phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và con Ngài là Chúa Giêsu, hoặc là bạn đã bị luận phạt. Ngày nay phần lớn người Kitô hữu đều dự đoán ngay tận cùng là ngày Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, là thời cánh chung vẫn còn là một viễn tượng ở tương lai. Nó đã trì hoãn một cách đáng kể nỗi lo lắng của con người về một cánh chung thực sự. Không cần biết niềm tin của những người tin vào tình yêu quảng đại của Thiên Chúa thế nào, Thiên Chúa vẫn gửi con một Ngài xuống thế để ơn cứu chuộc của Ngài đạt được kết quả cho toàn thể nhân loại. Tóm lại, Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và là Cha của mọi người, đấng ngự trị trên mọi người và trong mọi người. Chúa Con là Lời, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Ngài, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Ngài là Con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Chúa Thánh Thần là Trạng Sư, là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy. Đấng sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Tin mừng Gioan chương 14 câu 26. Thật vậy, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần đều là Thiên Chúa và là một Thiên Chúa duy nhất. Được một ân sủng sâu rộng như trời biển do một tình yêu vô điều kiện, chẳng lẽ chúng ta chỉ biết đáp trả lại bằng hai chữ cảm ơn thôi hay sao? Hãy nhớ lại Thánh Vịnh Daniel và thi hành.
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của cha ông, của tổ phụ chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, đáng tôn vinh và đáng tán tụng đến muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng chúc tụng và vinh quang trong đền thánh. Chúc tụng Chúa ngự trị trên ngai vương quyền. Chúc tụng Chúa đứng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các thần vệ binh. Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời cao vời vợi. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Amen. Daniel chương 3 câu 52 đến 56. Fleming Island, Florida, ngày 2 tháng 6 năm 2023. Nguyễn Tiến Cảnh, hẹn gặp lại. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn. Thành kính cúi đầu, con xin tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa, Ngài đã ban cho biết bao ân huệ, biết bao ân huệ, ân huệ. Ngài đã thương ban muôn đời, con xin tạ ơn. Muôn đời tạ ơn, muôn xin tạ ơn, con xin tạ ơn.